Trong bài số 33, chúng ta sẽ đi vào dựng cái bàn classic với cách đi lưới thông minh, hiệu quả và ra được kết quả cuối cùng như này. Chào các bạn, video các bạn đang coi hiện đang để chế độ riêng tư, chỉ áp dụng mở đối với những bạn học Paris Smart Online có trả phí. Ở phần hiển thị thêm dưới mỗi video, các bạn có thể thấy đường link bộ Paris Smart V-Ray cơ bản, nội thất nâng cao, ngoại thất nâng cao, Corona Online và dựng hình nâng cao. Để liên hệ mua full bộ video, các bạn có thể liên hệ với tôi qua số phone hoặc địa chỉ Facebook. Thời lượng mỗi video đều nhỏ hơn 30 phút trong quá trình mà tôi vừa giảng bài vừa hướng dẫn dựng. Thực tế với cách dựng hình thông minh trong Paris Smart, những cái món đồ mà các bạn làm chỉ chưa tới 15 phút. Chúc các bạn học hiệu quả và thành công.